Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Và hôm nay ngày 9 tháng 9 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn thêm một mẫu sản phẩm nữa là mẫu Hoành Phi bằng chất liệu gỗ gõ đỏ nhập khẩu từ Nam Phi. Bức Hoành Phi này chúng tôi làm theo yêu cầu của họ Trần bên Thái Bình. Bức Hoành Phi này có kích thước là dài 1m97, chiều rộng 67, ván dày 3 phân. Và bên trong lòng thì chúng tôi chạy chuyện xung quanh. Chuyện này là chuyện móc, mỏ, xen kẽ lá tây. Và chạm bốn chữ là Trần gia chi họ. Toàn bộ chữ nho thì là chúng tôi đọc từ bên phải sang. Và chúng tôi có dịch phụ đề phía dưới cho quý khách hàng xem, quý khách dễ hình dung. Và phần khung là chúng tôi đục tứ quý, tùng cúc trúc mai. Bên trên là chúng tôi đục cuốn thư nữa. Và xen kẽ giữa các cái khoang ô là chúng tôi chặt gấm hoa chanh. Đây là bức hoành phi bằng chất liệu gỗ gõ đỏ, kích thước là dài 197, chiều rộng 67. Chúng tôi nhận đặt hàng theo yêu cầu. Chúng tôi đang làm rất nhiều bức hoành phi bằng gỗ gụ, gỗ rổi, gỗ mít để cho quý vị tham khảo. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để cập nhật các cái video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Trong video sau chúng tôi sẽ giới thiệu thêm một mẫu hoành phi bằng chất liệu gỗ gụ siêu to khổng lồ, thì quý khách hãy đăng ký kênh để cập nhật những cái mẫu hoành phi mới nhất để quý vị có thể tham khảo thêm. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh trên cái thị trường đồ gỗ online. Trước khi chúng tôi bàn giao cho quý khách, chúng tôi sẽ quay lại phần mộc một lượt để gửi tới gia đình cũng như tất cả quý khách hàng trên toàn quốc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.